Thưa quý thính giả, trong lúc cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản đang tưởng niệm ngày đau buồn 30 tháng 4 là ngày Cộng sản thôn tính miền Nam Việt Nam cách đây 41 năm, thì một cuộc hội thảo mang tên The Vietnam War Summit, Thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam, được tổ chức tại Thư viện Lyndon B. Johnson thuộc thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Để tìm hiểu cuộc hội thảo này, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn giữa đặc phái viên Hải Nguyên của Đài Đáp Lời Sông Núi cùng bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương sau đây. Hải Nguyên xin được chào bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương ạ. Cảm ơn, kính chào anh Hải Nguyên và xin kính chào quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Vâng, thưa nha sĩ, là được biết ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam tại thành phố Austin ở tiểu bang Texas. Xin ông cho thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi được biết sơ qua về chi tiết về cuộc hội nghị này ạ. Vâng, kính chào anh Hải Nguyên và kính chào quý khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Cái chương trình hội luận thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam là do trường đại học UT của thành phố Austin thuộc tiểu bang Texas tổ chức. Đây là một chương trình mà trường đại học này tổ chức thường niên, và năm nay đó, nhân cái kỷ niệm 41 năm ngày 30 tháng 4 thì trường đại học này quyết định tổ chức cái cuộc hội thảo nhắm vào chiến tranh Việt Nam. Chương trình này bắt đầu vào ngày 26 đến ngày 27 và chấm dứt vào ngày 28 Tây. Và những thành phần diễn giả được mời đến tham dự chương trình này đó thì chúng tôi được biết là có thành phần nổi tiếng đã từng tham gia vào những cái cuộc biểu tình phản chiến trước đây. Ví dụ như là ông Peter Arnett là một nhà làm phim tài liệu với cái tựa đề là Chiến tranh Việt Nam 10.000 ngày. Ông Tom Hayden là chồng của bà Jane Fonda, và ông Dan Rather là nhà bình luận gia của đài CBS. Và ngoài ra còn có thêm ông Henry Kissinger là cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ, và cũng như là ông John Kerry là ngoại trưởng Hoa Kỳ bây giờ. Trong thành phần Việt Nam thì chúng tôi ghi nhận là có sự hiện diện của đại diện các cộng đồng. Tại thành phố San Antonio thì có ông tiến sĩ Phan Quang Trọng, tại phố Austin thì có ông Đỗ Văn Phúc đại diện cho thành phố Houston, Texas, thì có tôi là nha sĩ Chu Văn Cương cùng với lại chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Houston và các vùng phụ cận là ông Trần Quốc Anh và cô Phạm Thu Thảo là những thành phần tham dự. Ngoài ra thì cũng có một số những cái cơ quan truyền thông của phía Việt Nam cũng như là rất đông các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ. Như vậy xin ông có thể đúc kết diễn tiến ngày thứ nhất của hội nghị và điều gì nổi bật nhất trong ngày này không thưa ông? Vâng, chương trình hàng ngày thì bắt đầu vào lúc 12 giờ rưỡi chiều, và trong ngày đầu tiên ngày 26 Tây đó thì có tất cả là 4 phần. Phần thứ nhất thì nói về đề tài là Commander in Chief, là nói về những vị nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ vào thời đó và những cái sự khó khăn mà họ phải đương đầu trong cuộc chiến Việt Nam. Cái đề tài thứ hai là cuộc chiến tại đỉnh Yarang, đó là một cuộc chiến mà các chiến binh Hoa Kỳ đã phải đối đầu, là một trận đánh rất là ngoạn mục giữa các chiến binh Hoa Kỳ và cũng như là bên phía miền Bắc Việt Nam. Và cái đề tài thứ ba đó là một đề tài mang tựa đề là xã hội Hoa Kỳ thời hậu chiến tranh. Và sau đó thì lúc 4 giờ chương trình chấm dứt và 6 giờ thì bắt đầu tiếp tục với lại diễn giả chính của ngày, đó là ông cựu ngoại trưởng Henry Kissinger. Thì trong cái buổi nói chuyện của ông cựu ngoại trưởng Henry Kissinger, ông trình bày hơn một tiếng đồng hồ. Thì trong phần nói chuyện của ông Henry Kissinger thì có cái phần ông ta thừa nhận rằng là các tổng thống Hoa Kỳ lúc đó rất là nhiệt tình ủng hộ cho Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà dưới cái sự áp lực của các cái phong trào phản chiến và quốc hội thời bấy giờ thì tổng thống Nixon đã phải bắt buộc tìm một cái giải pháp hòa bình trong danh dự. Và từ đó thì ông Henry Kissinger đã được trao cái nhiệm vụ là viết ra cái hòa đàm Paris. Và khi người điều viên hỏi rằng là ông học được cái gì sau cuộc chiến tranh Việt Nam, thì ông Kissinger cho rằng tuy là có những cái lỗi lầm, nhưng mà ông đã làm hết sức mình của mình để mà phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ. Khi mà được hỏi ông có ân hận gì không, ông hoàn toàn không có ân hận gì cả. Khi mà có một thính giả đặt câu hỏi là năm 1974 thì Hoa Kỳ đã bật đèn xanh cho Trung Cộng đánh chiếm cái quần đảo Hoàng Sa, thì ông Kissinger trả lời rằng là cái việc đó nó không đúng, và vì vào lúc đó thì Mỹ đang đối phó nhiều vấn đề nội bộ quan trọng nên không có thời giờ để mà nhúng tay vào Hoàng Sa. Một cựu quân nhân người Việt lúc đó cũng lên đặt câu hỏi và phát biểu rằng là ông Kissinger phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất miền Nam và đẩy các cựu quân nhân vào các trại tù cải tạo. Cá nhân ông ta cũng bị tù 10 năm. Và cái bài học mà ông Kissinger cần rút ra trong cái cuộc chiến Việt Nam đó là Hoa Kỳ không nên phản bội đồng minh khi họ đặt niềm tin vào mình. Chúng tôi được biết ngày thứ hai của hội nghị là có sự hiện diện của ông John Kerry là ngoại trưởng Hoa Kỳ đến nói chuyện. Xin ông có thể cho biết nội dung của bài diễn văn của ông Kerry. Vâng, thưa anh Hải Nguyên, về phần ông Kerry, ông đọc một bài diễn văn
vào khoảng 20 phút và sau đó thì ông thảo luận với lại người điều hợp viên đó thì có nhận một số những câu hỏi từ phía các cử tòa. Ông cũng nói rằng là về cái chiến lược trong cái cuộc chiến Việt Nam đó thì cũng có những cái sai lầm về lãnh đạo và trầm trọng nhất là các ước đoán căn bản trong cuộc chiến. Ông cũng nhìn nhận rằng là khi mà người lính Hoa Kỳ trở về Việt Nam đó, thì những người đó đã phải trải qua một cuộc chiến thứ hai, tức là theo nghĩa bóng là họ phải chiến đấu với lại những người dân Hoa Kỳ đã không coi trọng họ và khinh thị họ, vì trong cuộc chiến Việt Nam là họ là những người mà đã đi giết những người dân vô tội, những đứa trẻ em ở Việt Nam. Ông Kerry đề nghị rằng là dù cuộc chiến thế nào đi nữa thì người lính cũng phải được đối xử với cái phẩm cách. Thì chúng ta cũng biết rằng là ông John Kerry là một người mà đã từng tham chiến tại Việt Nam và khi ông trở về Hoa Kỳ thì ông được đánh nhận một số những cái huân chương, nhưng mà sau đó thì ông đã tham gia vào các cuộc biểu tình phản chiến và ông đã có những cái cuộc điều trần trước Quốc hội để mà nhằm áp lực chấm dứt chiến cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau khi cái phần trình bày của ông John Kerry chấm dứt thì chúng tôi có nói chuyện với một cựu quân nhân Hoa Kỳ mà ông ta là tên là Paul Woodruff, đã từng là cố vấn cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa và hiện bây giờ là giáo sư tại Đại học University of Texas tại Austin. Ta có nói rằng là cái cuộc hội thảo mà thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam đang diễn ra nó phản ảnh một cái nhìn rất là thiển cận và kỳ thị, không có ý kiến của người Việt Nam. Họ chỉ coi cuộc chiến tranh Việt Nam là những cái gì dính líu tới những người Hoa Kỳ mà họ quên đi những người Việt Nam. Họ tưởng niệm 58.000 quân nhân Hoa Kỳ nhưng mà họ quên đi không nhắc đến hàng triệu người Việt Nam đã bị chết trong cuộc chiến và hàng trăm ngàn quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh của Việt Nam đã bị tử trận và bị bỏ vào những tại tù cải tạo. Thì đó là cái điểm chính mà chúng tôi đã được ghi nhận. Xin ông cho biết ngày thứ ba cũng là ngày cuối của hội nghị thì chương trình gồm có những gì ạ? Ngày thứ ba tức là ngày mai đó, chúng tôi được biết rằng là chương trình cũng có 4 cái đề tài bắt đầu vào lúc 12 giờ rưỡi. Đề tài thứ nhất là nói về quân đội Hoa Kỳ và mặt trận. Cái đề tài thứ hai đó là chúng ta chiến đấu cho mục đích gì. Và đề tài thứ ba đó là có sự hiện diện của Đại sứ Cộng sản Việt Nam là ông Phạm Quang Vinh sẽ đến để thuyết trình. Và chúng tôi được biết rằng là các cộng đồng người Việt quốc gia tại thành phố Texas cũng như là các cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt liên bang Hoa Kỳ cũng sẽ có những đại diện đến để mà tổ chức biểu tình. Theo tôi được biết thì các cộng đồng ở đây họ không đồng ý sự hiện diện có mặt của ông Đại sứ là vì họ không chấp nhận cái chế độ Cộng sản Việt Nam đại diện cho người dân trong nước hoặc là ngoài nước, vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cầm đầu do Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng độc tài, không có tự do bầu cử và không có do người dân bầu ra. Thành thử ra họ không chấp nhận cái sự hiện diện của viên đại sứ này. Diễn biến ngày mai chúng tôi sẽ tường trình đến quý vị trong cái buổi phỏng vấn của anh Hải Nguyên là tối mai. Vâng, xin hẹn gặp lại bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương vào ngày mai và cũng cảm ơn bác sĩ Chu Văn Cương đã dành cho đài cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh Hải Nguyên và xin gặp lại quý khán giả vào ngày mai.